Thưa quý vị, nhân loại đang bước sang năm thứ ba bị ảnh hưởng bởi làn sóng COVID-19. Hơn bao giờ hết, những lời tiên tri được kỳ vọng sẽ mở ra một thế giới mới với nhiều chuyển biến tích cực. Một trong những vấn đề được thế giới quan tâm nhiều nhất tại thời điểm hiện nay là diễn biến của đại dịch COVID-19 đến bao giờ mới suy giảm và liệu có còn tiếp tục bùng phát hay không. Từ khi còn sống, bà Vanga, nhà tiên tri lỗi lạc được ghi nhận là có nhiều lời sấm thành hiện thực, đã nhiều lần nhắc đến dịch bệnh với sự xuất hiện của nhiều loại virus mới. Lời dự đoán đầu tiên của bà Vanga trong năm 2022 dường như là muốn đề cập tới đại dịch COVID-19 khi cho rằng con người sẽ quen với một loại virus mới. Những ghi chép không nói chính xác điều này sẽ xảy ra như thế nào với sự giúp đỡ của hành động tiêm chủng hay miễn dịch tự nhiên, nhưng bà khẳng định loài người sẽ quen. Đây cũng có thể là một loại virus chết người nằm dưới lớp băng ở Siberia, có thể hồi sinh và lây lan rộng sau khi băng tan do biến đổi khí hậu. Các nhà khoa học gần đây đã tiết lộ rằng họ đã tìm thấy những vết nứt đáng báo động trong một sông băng khổng lồ ở Nam Cực. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã triển khai lực lượng phản ứng nhanh đến Nam Sudan để điều tra một căn bệnh bí ẩn khiến cho ít nhất 89 người thiệt mạng. Trong quá trình nghiên cứu về siêu năng lực của bà Vanga, tiến sĩ Tinka Miteva cho biết, những dự đoán của bà Vanga cho thấy khoảng 90% đã trở thành sự thật. Tiến sĩ Tinka Miteva cũng đã đưa ra tuyên bố bất ngờ về hành động đặc biệt của nhà tiên tri mù trước khi dự đoán vận mệnh thế giới. Cụ thể, trong cuốn sách bí mật của Vanga cho biết, tiến sĩ Tinka Miteva đã tiết lộ thói quen đặc biệt của bà Vanga. Theo tiến sĩ, trước khi đưa ra những lời tiên tri về tương lai, bà Vanga thường thắp nến. Kế đến, bà đặt 3 viên đường vào trong lòng bàn tay, sau đó bà ngồi yên lặng và cảm nhận những điều này sẽ xảy ra trong hàng trăm hàng ngàn năm sau. Thông qua quy trình này, bà Vanga có thể nhìn thấu tương lai và tiết lộ với mọi người thông qua những lời sấm truyền của mình. Song những lời dự đoán của bà thường không nói một cách rõ ràng chi tiết về từng sự kiện, nhân vật cụ thể. Người đời phải mất nhiều thời gian để nghiên cứu giải mã để hiểu được nội dung lời tiên tri của bà sẽ ứng nghiệm khi nào, ở đâu, vào năm nào. Điều này cũng lý giải cho câu hỏi tại sao đến giờ những lời tiên tri của bà Vanga luôn là bí ẩn lớn đối với nhân loại và các chuyên gia cũng chưa thể giải thích triệt để. Dưới đây là những lời tiên tri của bà Vanga từ năm 2023 đến năm 3797. Năm 2023, quỹ đạo trái đất thay đổi. Năm 2025, xuất hiện một bộ phận nhỏ người di cư đến châu Âu. Năm 2028, loài người sẽ tạo ra một nguồn năng lượng mới, kiểm soát được các phản ứng nhiệt hạch và nạn đói dần dần được khắc phục. Cũng trong thời gian này, con tàu vũ trụ có người lái đầu tiên sẽ đổ bộ lên sao Kim. Năm 2033, băng ở các vùng cực sẽ tan chảy, mực nước ở Thái Bình Dương sẽ dâng cao. Năm 2043, nền kinh tế thế giới phát triển rất phồn thịnh, người Hồi giáo sẽ cai trị toàn bộ lãnh thổ châu Âu. Năm 2046, bất kỳ cơ quan nào trong cơ thể người đều có thể được tiến hành cấy ghép. Việc thay thế các cơ quan trong cơ thể sẽ trở thành một trong những phương pháp chữa bệnh hữu hiệu nhất. Năm 2066, trong lúc tấn công thành Roma của người Hồi giáo, Mỹ sẽ lợi dụng một loại vũ khí mới, vũ khí thời tiết. Trong thời gian này, trời sẽ trở lạnh đột ngột. Năm 2076, xã hội sẽ không giai cấp hay còn gọi là chủ nghĩa cộng sản hình thành. Năm 2084, loài người sẽ khôi phục lại thiên nhiên. Năm 2088, xuất hiện một căn bệnh lạ, lão hóa chỉ trong vài giây. Năm 2097, căn bệnh lão hóa khủng khiếp này sẽ tràn lan trên toàn cầu. Năm 2100, loài người sẽ tạo ra những mặt trời nhân tạo chiếu sáng phần tối của quả đất. Năm 2123, sẽ xảy ra các cuộc chiến tranh giữa những nước nhỏ. Năm 2125, tại Hungary, người ta sẽ nhận được tín hiệu lạ từ vũ trụ. Cùng thời gian này, loài người lại một lần nữa tưởng nhớ về nữ tiên tri Vanga. Năm 2130, nhiều vùng đất sẽ bị ngập trong nước. Năm 2164, con người sẽ biến thành một loài động vật kinh dị, nửa người nửa thú. Năm 2167, xuất hiện tôn giáo mới. Năm 2170, xảy ra một đợt hạn hán kéo dài. Năm 2187, hai miệng núi lửa lớn nhất thế giới sẽ ngừng quá trình phun trào nham thạch. Năm 2195, những quốc gia dọc bờ biển sẽ trở nên khá giả cả về năng lượng lẫn lương thực. Năm 2196, người châu Á và châu Âu sẽ sinh sống trà trộn nhau. Năm 2201, quá trình phản ứng nhiệt hạch trên mặt trời sẽ chấm dứt và bắt đầu thời kỳ nguội lạnh. Năm 2221, Trong quá trình tìm kiếm sự sống ngoài trái đất, loài người sẽ có cuộc chạm trán rùng rợn. Năm 2256, tàu vũ trụ mang một căn bệnh khủng khiếp về trái đất. Năm 2262, quỹ đạo của các hành tinh dần bị thay đổi. Cũng trong thời gian này, sao chổi sẽ đe dọa đến sự sống còn của sao Hỏa. Năm 2271, các hằng số vật lý là một lần nữa bị thay đổi. Năm 2273, xảy ra sự xáo trộn giữa các chủng tộc da màu, da vàng, da trắng và da đen, tiếp đó sẽ xuất hiện các chủng tộc mới. Năm 2279, loài người sẽ lấy năng lượng từ khoảng chân không hoặc từ những lỗ đen. Năm 2288, xuất hiện những cuộc va chạm với người ngoài hành tinh. Năm 2302, phát hiện quy luật và bí mật mới của vũ trụ. Năm 2304, khám phá ra bí mật mặt trăng. Năm 2341, xuất hiện một thiên thể vô cùng nguy hiểm tiến gần trái đất. Năm 2354, một trong những mặt trời nhân tạo bị hỏng. Kết quả dẫn tới đợt hạn hán kéo dài. Năm 2378, năm 2480, hai mặt trời nhân tạo va vào nhau. Trái đất bị rơi vào tình trạng hoảng loạn. Năm 3010, sao chổi sẽ va vào mặt trăng. Quanh trái đất lúc này sẽ xuất hiện một vành đai toàn đá bụi. Năm 3797, đây là thời kỳ kết thúc sự sống trên trái đất. Thời gian này cũng là cơ sở để loài người bắt đầu sống một cuộc sống mới trên một hệ mặt trời khác, cuối cùng cũng kết thúc. Chúng ta có thể tin hoặc không tin vào những lời tiên tri này, vì dù sao đi nữa nhà tiên tri này cũng đã cách chúng ta cả 100 năm và bà mất cách đây 26 năm. Tuy nhiên với mỗi góc nhìn, chúng tôi nghĩ rằng thế giới chúng ta đang sống cũng nên coi đây là một lời cảnh báo. Bạn có thể không tin những bộ phim khoa học về một dịch bệnh nào đó hay là zombie, nhưng giờ đây Covid-19 đã xuất hiện và nó đã cho chúng ta nếm mùi của thần chết. Hãy biết tôn trọng, bảo vệ tự nhiên và trân trọng những gì đang có. Những lời tiên tri hay những đồn đoán liên quan đến Covid-19 sẽ được chúng tôi liên tục gửi đến quý vị khán giả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Một nhà tiên tri khác là Abhigya Anand, 15 tuổi tại Ấn Độ thì tin rằng trong 6 tháng sắp tới, thế giới vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn nghiêm trọng liên quan tới dịch bệnh và kinh tế. Theo đó, biến thể Omicron của Covid-19 được cho là sẽ tiếp tục hành hành trên thế giới. Mỹ và châu Âu sẽ là những khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Điều này có thể kéo theo nỗi lo sợ của con người. Nhiều thành phố hoặc quốc gia phải đóng cửa, ảnh hưởng tới kinh tế. Trước đó, một trong những dự đoán trở thành sự thực của Anand có thể được kiểm chứng là lời cảnh báo chính xác về biến chủng Omicron của SARS-CoV-2 và đợt dịch mới đã bùng phát trong giai đoạn cuối tháng 11 đầu tháng 12 năm 2021. Abhigya Anand trước đó tiên đoán đại dịch sẽ chưa thể có những ngày tươi sáng, đặc biệt là biến cố mới được cho là tồi tệ sẽ xảy ra trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2021. Theo lời dự đoán, đây có thể là giai đoạn đỉnh mới của đại dịch, vì tình hình sẽ khó có thể được cải thiện. Abhigya Anand cũng đưa ra lời dự đoán rằng đại dịch này có thể kết thúc trong hơn một năm tới, khoảng thời gian tháng 5 năm 2023. Kinh tế thế giới tiếp tục gặp khó khăn. Chịu ảnh hưởng trầm trọng nhiều năm qua, tình trạng này có thể tiếp diễn trong năm 2022. Theo lời tiên đoán của Abhigya Anand, tình hình kinh tế có thể phục hồi nhẹ vào tháng 12 năm 2021 và một thời gian dài sau đó. Tuy nhiên, phải đến tận ngày 23 tháng 4 năm 2023, thế giới mới có sự tái thiết mới và kinh tế bước vào thời kỳ tăng trưởng trở lại, Abhigya Anand cho biết. Một trong những lời lưu ý của Abhigya Anand đó là cuộc khủng hoảng năng lượng sẽ diễn ra trên thế giới và Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế hoặc xã hội. Nostradamus, nhà tiên tri người Pháp, thì thậm chí dự đoán rằng giá cả hàng hóa tăng cao sẽ dẫn đến nạn đói và nạn đói trên toàn cầu. Không có sư trụ trì, tu sĩ, không có người mới học, mật ong sẽ đắt hơn nhiều so với sáp nến, giá lúa mì quá cao, người đàn ông đó đang bị tuyệt vọng, ông viết trong bài thơ của mình. Bên cạnh đó, ông dự đoán lạm phát sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát và giá trị của đồng USD sẽ sụp đổ. Không chỉ vậy, vàng bạc và tiền điện tử như Bitcoin sẽ được coi là tài sản và mọi người sẽ đầu tư vào đó. Những dự đoán của Nostradamus dẫu được cụ thể hóa từ câu nói mơ hồ nhưng lại thường khá chính xác, đã được kiểm chứng trong suốt nhiều năm, bao gồm một số sự kiện lớn nhất trong lịch sử thế giới như chiến tranh, thiên tai, ám sát và các trận chiến. Thiên nhiên nổi giận. Bà Vanga từng nhiều lần đề cập đến thảm họa thiên nhiên ngày một tăng do biến đổi khí hậu. Cụ thể, nhà tiên tri này cho rằng nhiệt độ Ấn Độ có thể lên tới 50 độ C, châu chấu tấn công mùa màng và trang trại dẫn đến nạn đói quy mô lớn. Ngoài ra, nhiều thành phố có thể sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước sạch. Đây cũng là nguy cơ mà các chuyên gia đã cảnh báo từ lâu. Nhà tiên tri Nostradamus dường như cũng dự đoán một số thảm họa khí hậu nhất định sẽ xảy đến. Lời tiên đoán viết rằng, giống như mặt trời, đầu sẽ soi biển sáng chói, cá sống ở Biển Đen sẽ chỉ luộc chín, khi Rhodes và Genoa bị bỏ đói một nửa, dân gian sẽ vất vả. Ông cũng tiên đoán về một vệt sáng dài trên bầu trời được tạo thành từ lửa. Điều này có nghĩa là một tiểu hành tinh có thể tác động tới trái đất, gây ra những biến động trong lòng đại dương. Abhigya Anand cũng cảnh báo rằng, sắp tới, khí hậu sẽ tiếp tục biến động, nhiệt độ xuống thấp, những cơn mưa lớn xuất hiện và tình hình này kéo dài đến tận tháng 5 năm 2022, khiến cuộc sống của nhiều người dân rơi vào cảnh lầm than khốn khổ. Mới đây, Abhigya Anand sinh năm 2006 là một nhà tiên tri nhí mới nổi trong khoảng từ 2 đến 3 năm gần đây, được một số kênh truyền thông địa phương nhắc đến như một thần đồng tiên tri nhờ dự đoán chính xác một số sự kiện xảy ra trong tương lai khiến cho nhiều người kinh ngạc. Abhigya Anand có nhiều dự đoán đúng về đại dịch COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc, sau đó lây lan sang các quốc gia và lãnh thổ cho đến tận bây giờ. Abhigya Anand cũng dựa vào chiêm tinh học để đưa ra nhiều dự đoán chính xác về các thiên tai thảm họa xảy ra trên thế giới. Gần đây nhất, nhà tiên tri 15 tuổi đoán đúng biến chủng Omicron và trận lốc lịch sử ở Mỹ. Mặc dù đến thời điểm này, chúng ta không thể lấy những nhà tiên tri này ra để làm thước đo cho thực tế, nhưng nếu bạn suy nghĩ tích cực hơn, hãy coi đây giống như là một lời cảnh báo về tương lai phía trước. Mặc dù chưa thể biết được năm 2022 đại dịch COVID-19 có kết thúc được hay không, tuy nhiên hậu quả COVID-19 để lại đang thực sự khủng khiếp và nỗi đau COVID-19 đem lại vẫn chưa thể chấm dứt.